nè. Đó, rồi thời gian mình đi, đi dở nó cũng không có thành vấn đề. Đó, cá mắm này nè, ấy vuông mình có đó, mình móc vô. Đó, đúng như cái này nè. Đó, như cái này nè. Đó, cái này ghim nó vô. Đó, rồi cái thời gian mình đặt thôi. Ví dụ tiếng nửa tiếng gì đó. Đó, nửa tiếng đó bắt đầu cái mình đi thăm. Đi thăm thì cua nó ăn hết mọi cái mình câu vậy nè, mình móc vô. Rồi cái này là quán canh thì nó dễ rồi, còn cái công nghiệp thì nó khó khăn hơn. Còn nấm canh này mình nuôi dạng mình có, mình tiền chi phí thì nó nhẹ nữa, mình không cho ăn nó. Ví dụ bây giờ đủ cái thức ăn của cua với của tôm công nghiệp bây giờ đủ mà đó thì nó cũng hơi có gối gì đó, rồi mình thả mẹ nó thả thưa thôi. Sao vậy? Ấy là cái này là khoảng mấy tháng mình bắt vừa mừng. Cua thì nó cái dạng nó 4 tháng, còn tôm thì nó 4 tháng, 3 tháng. Nó mà nếu mà cái vuông của mình có đủ rong, đủ thức ăn thì nó mau lớn thôi, không có gì hết trơn. Là mấy tháng mình thu hoạch được? Hả? Mấy tháng mình bắt đầu đi câu được? Còn mấy tháng là cua này thả 4 tháng à, 4 tháng thì quạch rồi. 4 tháng này nào hoặc 5 tháng là giữ rồi đó. Nhưng còn nuôi nuôi cua này với nuôi công nghiệp thì nó được mắc sao ta? Không, công nghiệp thì chú có nuôi mà, nhưng mà cũng đỡ. Cũng đỡ một phần, nhưng mà nó không có bằng cái chỗ công nghiệp. Cái năm canh của mình, năm canh mình là thả chỉ là mua đầu giống, con cái đầu giống tốt thôi đó, rồi mình thả lại bắt đầu là mình cái chăm sóc vậy đó, coi đi từng đi coi từ lý từ tí gì đó. Rồi cái này thì đặt ngày thì 3-4 ký để theo mình đặt. Thì có khi nếu mình siêng ấy, siêng năng nhiệt tình thì mình làm được 4-5 ký, 5-6 ký luôn. Đó thì cua đây thấy thoải mái đó, rồi đặt thoải mái. Rồi cua này thì cua xô thì nó dạng nó trăm ngoài ngàn. Rồi cua gạch đó thì 200 mấy. Chứ hồi lúc Tết thì nó có giá, nó có chỉ 2 ngày 3 ngày vậy đó. Tết thì nó 500-600 không chừng luôn. Không có cua bán mà tới chừng nữa thì có giá, có cua gạch không có giá tuột gì đó. Nè, cá này là cái nè. Cá để câu cua nè, đúng gai. Đừng bơi bậy ra, đúng ra mình mua không có đó. Thank you.
đây nói chung là thoải mái lắm.